Kẹo gì vậy? Dẻo. Dẻo hả? Ôi kẹo dẻo đẹp chứ vậy? Ôi, quá trời luôn nè. Hình trong trống hả? Ngon không? Ngon. Đâu đâu ăn ăn sao? Rút ra ăn hả? Đâu rút ra ăn thử coi. Được không? Trời ơi, rút ra ăn được luôn. Đâu lột thử ba cái bà coi coi. Cái này kẹo dẻo đúng không? Nhiều màu dữ à. Chồng chóng nè. Quá trời luôn nè. Nhiều màu đó. Mấy màu, một màu, hai màu, ba màu. Đâu lột lột ra cho bác. Cái này vị gì vậy? Vị dâu nè, vị dâu với có vị màu xanh nữa nè. Đâu coi. Ồ này kiểu dẻo nè. Kiểu dẻo giống hồi xưa kiểu dẻo tuổi thơ ấy, biết không? Kiểu dẻo tuổi thơ á. Này cầm cầm ba lấy một cục ra ăn thử cái ngon không? Đó. Ngon dữ vậy? Ngon lắm. Ok. Có màu màu xanh nè, màu xanh, màu cam, màu đỏ nè, ba màu. Ôi nhiều dữ vậy, quá trời luôn nè. Dẻo không? Dẻo. Ăn màu vàng hả? Dạ. Em ăn thử màu đỏ coi. Màu đỏ ngon không? Màu màu đỏ là tiếng Anh là gì biết không? Màu Đâu? màu màu, màu. Apple. Apple. Phải không? Cái bồi cái táo. Ớt nè. Bằng màu, màu màu vàng thì kêu bằng là cái gì? Vàng kia. Vàng tiếng Anh kêu là gì? Sao? Ngon vậy. Thấy giống chồng chóng quay được không? Đâu em quay thử coi. Quay mạnh thử coi, quay được không? Quay đây. Trời, quay rớt luôn. Ôi quay được luôn kìa. Em cầm sát lên á, cầm vậy quay khó quay. Đó. Đó, kiểu dễ quay được luôn á. Gắn được chưa? Rồi. Được không? Quay rồi. Đó, quay được luôn á, kẹo dẻo có vòng trống luôn nè. Rồi, em cầm nó quay coi. Đó, quay được luôn nè. Ăn được, quay được luôn nè.